thứ ba tuần thứ ba phục sinh, Gioan chương 6 câu 30 tới câu 35. Lời Chúa, Đức Giêsu bảo họ: Chính tôi là bánh trường sinh, ai đến với tôi không hề phải đói, ai tin vào tôi chẳng khác bao giờ. Gioan chương 6 câu 35. Câu chuyện minh họa khi thánh nữ gạt trớt suy niệm về bí tích thánh thể và tự hỏi làm sao Chúa có thể tự hạ mình xuống thấp như thế để hiện diện trên bàn thờ dưới hình bánh, thì chính Chúa Giêsu đã nói với bà câu chuyện sau. Một hoàng tử nọ ở trong một lâu đài rộng lớn với đủ mọi loại đồ chơi. Ngày kia nhìn qua cửa sổ và thấy các đứa bé nghèo đang chơi trên đường. Thấy hoàng tử nhìn qua cửa sổ như thế, người giám hộ liền hỏi: Hôm nay hoàng tử muốn chơi ở trong lâu đài hay muốn ra ngoài chơi với các đứa bé ở trên đường phố? Tôi muốn ra ngoài chơi với chúng. Được phép, hoàng tử khoác vào mình bộ đồ cũ nhất và cả ngày chơi với các trẻ nghèo. Đây là một trong những ngày hạnh phúc nhất của cậu bé chốn cung đình. Rồi Chúa nói với thánh nữ: Ta giống như vị hoàng tử nhỏ kia, ta muốn ở lại với con người, đàn ông cũng như đàn bà. Bất cứ ai không đến với mình thánh hoặc ngăn cản kẻ khác đến rước lệ, kẻ lấy mất của ta một niềm vui lớn. Suy niệm, niềm vui của Chúa là được ở bên con người luôn mãi, nên Ngài đã ở lại với chúng ta trong bí tích thánh thể. Khi xưa, Chúa do dân Do Thái được ăn nonê mana trong sa mạc. Qua đó, Ngài hướng họ tới thứ bánh tinh thần. Của ăn vật chất sẽ làm cho con người lại đói, nhưng của ăn tinh thần là mình máu thánh người sẽ đem lại sự no thỏa. Mỗi lần rước Chúa, chúng ta có thực sự khao khát rước chính Chúa không? Hay chỉ là làm theo hình thức bên ngoài? Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể luôn chờ đợi chúng ta. Chúng ta có dành thời gian để ở lại với Chúa không? Là Chúa Giêsu thánh thể, xin cho con luôn khao khát Chúa là lương thực nuôi dưỡng đời sống đức tin của con và là lương thực trường tồn dẫn con đến sự sống đời đời.